Chào mừng các bạn đã đến với channel của em Best Mobile. Và trong cái video ngày hôm nay, một cái video mình sẽ xây dựng một câu lạc bộ, đó chính là về câu lạc bộ AC Milan nha. Đây sẽ là một trong những cái video mình thấy rất là thú vị, tại vì Konami nó ra rất là nhiều hàng của AC Milan rồi. Và hôm nay được anh trai Đinh Công Thi cho mình mượn cái nick này, thì mình mới có cơ hội xây dựng một cái team AC Milan cho các bạn xem. Chúng ta sẽ vào cái khu vực Italy này, chọn đội AC Milan để chúng ta lọc cầu thủ cho nó nhanh nha. Trong đây các bạn nhìn sơ qua một lượt thì có rất là nhiều những cầu thủ qua AC Milan luôn. Đầu tiên là về vị trí tiền đạo thì chúng ta có con hàng Marco Van Basten này, chúng ta có Inzaghi này, vị trí AMF thì chúng ta có Gullit này, LMF thì chúng ta có con hàng chạy cánh Rafinhao này, tiếp tục là cái vị trí chạy cánh thì chúng ta có Donadoni này, DMF thì không ai khác, đó chính là về Vrikas này, hoặc là có thể cho Biglo vào cũng được luôn nha các bạn, nhưng mà mình sẽ cho Vrikas vào để cho đẹp cái tem đó. LB thì chúng ta có một con hàng rất là trẻ, đó chính là Hernandez nha. Mình sẽ cho Hernandez đá cái vị trí LB, mình sẽ cho phiên bản Play of the Week nha. Vị trí CB thì không ai khác, đó chính là về Maldini. Về tiếp tục với lại Maldini sẽ là Nesta. Đây sẽ là một trong những cái bộ đôi phòng thủ rất là căng cho cái team của AC Milan. Tiếp tục đó chính là vị trí cuối cùng, là vị trí RB, chúng ta có Cafu nha. Và GK không ai khác, đó chính là Dida. Như vậy là chúng ta đã xây dựng xong được một cái team AC Milan rồi. Bây giờ đến hàng dự bị của chúng ta, thì chúng ta sẽ cho Biglo vào trong vị trí dự bị này, chúng ta cho Zidou vào trong vị trí dự bị luôn, và có thêm con hàng Rafinhao nữa, nhưng mà thôi mình sẽ cho Kaka vào nha. Phiên bản Kaka này, đây là cái phiên bản Iconis mùa cũ nha các bạn. Chúng ta có thêm ông này nữa các bạn ơi, ông này tên là Abrosini nha, đọc tên hơi khó một tí. Chúng ta có con hàng Tonali nữa này đó, và những cầu thủ khác nữa, chúng ta có con hàng trẻ này nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trận đấu để xem rằng là đội hình AC Milan này sẽ đá như thế nào trong những cái trận đấu nha. Và trước khi bắt đầu cái video thì nếu như bạn nào có nhu cầu nạp coin, muốn nạp coin giá rẻ thì có thể liên hệ Facebook hoặc là Zalo với mình. Mình sẽ để cái số điện thoại với lại cái link Facebook bên dưới phần mô tả để cho các bạn có thể tiện liên lạc với mình hơn. Nhưng mà đây là một tình huống Cafu dâng lên tấn công này, tàn vào trong cho Marco Van Basten đánh đầu nhưng mà không được rồi. Trận đấu này mình cho Marco Van Basten đá cặp với một con hàng mới trong cái box Play of the Week, đó chính là về Zidou nha. Mình không có thời gian làm về hàng Play of the Week, thành ra khi mà mình xây dựng đội hình câu lạc bộ thì kiểu như trong cái team đó có con hàng nào nó phù hợp với lại câu lạc bộ thì mình sẽ cùng nhau làm luôn nha các bạn. Nhưng mà đây là Zidou của chúng ta này, sức rướm rất là tốt nhưng mà bóng hơi trôi rồi. Chúng ta sẽ có một quả phạt góc cho cái tình huống này, và người đá phạt sẽ là Gullit nhưng mà được không Cafu sử dụng Stunning đi nào. Nhưng mà đây là Donadoni của chúng ta, rơi bóng nó quá mượt đi, và phải có một quả penalty cho cái tình huống này rồi các bạn. Penalty thì trong cái tình huống này mình nghĩ là mình sẽ cho con hàng mới của chúng ta đá luôn, đó chính là về con hàng Zidou nha. Và không biết rằng là cái khả năng đá pen của Zidou có thành công hay không, nhưng mà chắc chắn phải thành công rồi các bạn ơi. Zidou đá một cái quả bóng nó quá hiểm đi, và nâng tỷ số của chúng ta lên thành 1-0 ở trong cái trận đấu này. Thật sự là mình rất là thích khi mà mình làm về cái team AC Milan nha các bạn. Các bạn có thể thấy là từ cầu thủ cho tới màu áo thì mình cảm giác như khi mà mình xây dựng xong, mình thật sự thấy rất là ghê các bạn. Các bạn thấy là những cầu thủ của AC Milan đều là những cầu thủ chất lượng thôi. Rafinhao chuyền cho Zidou bánh đầu ghi bàn thôi các bạn ơi. Một cái tình huống các bạn có thể thấy đây là về cái khả năng tấn công của team AC Milan nó quá mạnh đi. Rafinhao tốc độ rất là nhanh, Zidou di chuyển và sau đó ghi bàn bằng đầu. Một cái tình huống nó không thể cản phá đến từ cái team AC Milan của chúng ta, và người kết thúc đó chính là về Zidou. Chúng ta sẽ nói một chút gì đó về cái điểm mạnh của cái team AC Milan này đi nào. Thật sự khi mà mình build cái câu lạc bộ này thì mình phải nói là nó quá kinh khủng đi các bạn. Các bạn có thể thấy là những cầu thủ ở trong cái đội hình này nó thật sự quá mạnh đi. Về hàng công này cho tới tuyến giữa và kể cả hàng thủ của chúng ta đi chăng nữa. Các bạn có thể thấy là hàng công của chúng ta có một cái tên rất là chất lượng, đó chính là về Marco Van Basten. Marco Van Basten là một trong những con hàng gọi là siêu tiền đạo. Mặc dù không sở hữu cho mình được một cái tốc độ gọi là bức tốc như là về Rummenigge, về Marco Rashford các kiểu, tuy nhiên thì Van Basten vẫn là một con hàng có thể săn bàn trong mọi tư thế,
từ tư thế khó cho tới khả năng không chiến và khả năng tì đè bóng của Van Basten cũng rất là hay. Và một cái đặc điểm gọi là cái đặc trưng của Van Basten đó chính là về lực sút. Khả năng sút bóng của Van Basten có thể là đóng rách lưới luôn nha các bạn. Còn về hai bên cánh thì chúng ta có sự kết hợp giữa cầu thủ đương đại và cầu thủ huyền thoại, đó chính là về con hàng Rafael Leao. Rafael Leao thì mình không cần phải nói quá nhiều về cái khả năng bứt tốc của Rafael Leao với lại khả năng rê bóng rồi. Tuy nhiên thì mình cần phải nói một chút gì đó về con hàng Donadoni. Các bạn có thể thấy Donadoni luôn luôn di chuyển cũng như là lùi sâu để có thể hỗ trợ cho cái việc thu hồi bóng. Và vị trí tuyến giữa của chúng ta đó chính là về con hàng Freecast. Freecast là một trong những con hàng mình thấy là có thể lên công về thủ và cũng như bọc lót rất là tốt cho cái vị trí hậu vệ. Còn về hàng thủ thì mình thực sự không còn gì để nói về hai cái tên Maldini và Nesta nữa các bạn. Hai cái tên này nó quá chất lượng trong cái hàng thủ của mình đi. Và khi mà mình cho hai ông này đá cặp với nhau thì đây sẽ là một trong những cái bức tường rất là khó để có thể vượt qua được trong cái team AC Milan hiện tại. Chúng ta quay trở về với trận đấu khi nào team bạn truyền trò các kiểu nhưng mà không thể vượt qua được hàng thủ của team mình rồi. Maldini bọc lót rất là hay này, Gullit đang có bóng này, rơi bóng rất là hay, xử lý skill quả bóng nó quá đẹp đi, truyền xuống cho con hàng Donadoni, tỉa bóng về cho Zidu, có thể ban bật với lại Marco van Basten ghi bàn được không các bạn ơi? Ghi bàn thôi. Một cái tình huống các bạn có thể thấy là về cái khả năng truyền của Gullit nó quá đẹp đi, một cái đường truyền xéo dành cho Donadoni và Donadoni tỉa bóng cho Zidu. Zidu là một trong những con hàng tuần này quá đẹp, truyền một cái đường truyền và Marco van Stand dứt điểm thành công ở trong một cái tình huống phải đối mặt với lại GK team bạn và giúp cho tỷ số của chúng ta thành 3-0 cho cái trận đấu này. Phải nói rằng là cái team AC Milan này đá nó quá kinh khủng đi bạn, từ cái việc công cho tới cái việc thủ nó đều quá toàn diện đi và rất khó để có thể đánh bại được cái team AC Milan này của chúng ta. Chúng ta lại tiếp tục quay trở về với trận đấu đi. Team bạn đang cố gắng thoát khỏi hàng thủ của team mình nhưng mà team mình đang gọi là pressing nó rất là gắt nha. Những cầu thủ bên team AC Milan đều lùi sâu về để hỗ trợ cho cái việc phòng thủ. Team bạn đang rất là rối rồi. Và nếu như mà bạn nào xem tới đây thì đừng quên giúp cho mình một like cũng như là một subscribe để mình có những cái động lực. Mình sẽ ra thật là nhiều những cái video hay hơn cho các bạn nha. Và nếu như mà bạn nào có nhu cầu nạp coin này, muốn nạp coin giá rẻ thì có thể nhắn tin Facebook hoặc là Zalo với mình. Mình sẽ để cái số điện thoại với lại cái link Facebook bên dưới phần mô tả để cho các bạn có thể tiện lạc với mình hơn. Chúng ta nói một chút gì đó về cái điểm yếu của cái team này đi nào. Thật sự khi mà mình chơi AC Milan, cái điểm yếu duy nhất thì mình nghĩ nó sẽ là về cái phần gọi là về cái phần tốc độ các bạn. Những cầu thủ của AC Milan đều là những cầu thủ không được gọi là trẻ cho lắm, nên là về cái tốc độ mình thấy nó rất là chậm nha. Từ hàng công cho tới hàng thủ đều gọi là cái tốc độ nó không được quá nhanh các bạn. Nhưng mà đây là Rafael Leao tốc độ rất là hay này, xử lý skill ngoặt vào trong khứa lòng đơn giản thôi các bạn. Một cái tình huống các bạn có thể thấy là về cái khả năng bứt tốc của Rafael Leao rất là hay. Đây không phải là về bứt tốc mà là cái đường truyền các bạn, truyền lỗi nhưng mà vẫn có bóng trong chân của Rafael Leao và Rafael Leao khứa lòng một cái pha bóng không thể cản phá được, nâng tỷ số của chúng ta lên thành 4-0 cho cái trận đấu này. Cho cái trận đấu này dường như là team bạn đang rất là bế tắc rồi các bạn. Team bạn đang muốn ghi bàn để có thể là giải tỏa cho cái trận đấu này, nhưng mà dường như là Maldini và Nesta từ chối những cái lời nói mà team bạn đang cố gắng nói ra. Đó thì bạn lại tiếp tục phản công rồi. Và đây là free card của chúng ta, có bóng cho Donadoni, truyền bóng cho Zidu, tốc độ của Zidu được không? Không được rồi. Nói một chút gì đó về con hàng Zidu từng này thì bạn nào mà quay dính thì có thể chơi về cái khả năng gọi là tận dụng khả năng đánh đầu của Zidu nha. Đó, Zidu đánh đầu rất là ngon luôn. Trong trận đấu này thì mình đang chơi một cái sơ đồ là 4-3-1-2 nha. Các bạn muốn tìm cái đội hình này giống như mình thì có thể xem lại những cái video về cái đội hình mình có làm hướng dẫn cho các bạn ở trên kênh của em Best Mobile á. Và cái style mình đang chơi là về style with counter nha. Một cái style gọi là phòng ngự phản công rất là nét các bạn. Khi mà mình chơi style with counter mà có bóng thì những cầu thủ luôn luôn chủ động cho cái việc di chuyển để có thể là phản công một cách nó rất là sắc nét luôn. Chúng ta có bóng rồi, Rafael Leao, tốc độ của Rafael Leao, rê bóng truyền lại cho Gullit, ban bật với lại Donadoni ghi bàn thôi các bạn ơi. Một cái tình huống các bạn có thể thấy là về khả năng phối hợp nó quá hay đến từ cái team AC Milan đi các bạn. Rafael Leao truyền cho Gullit và Donadoni di chuyển quá thông minh đi. Hậu vệ đã bị Donadoni lừa một cách nó rất là dễ dàng cho cái tình huống đó. Để so sánh cái đội hình AC Milan này với lại những cái đội hình khác thì mình nghĩ rằng là đội hình AC Milan đâu đó thì nó sẽ ngang ngửa với lại đội hình Big Time và cái đội hình Showtime nha các bạn. Đây là một trong những cái đội hình mình thấy về cái sức mạnh nó ngang ngửa so với những cái đội hình kia luôn ấy. Thật sự những cầu thủ trong đây đều là những cầu thủ chất lượng thôi và không ai không chất lượng hết trơn các bạn. Khi mà đưa vào team thì những cầu thủ này đá nó rất là mượt.
về công có công, về thủ có thủ, về tuyến giữa bọc lót có tuyến giữa luôn, về hàng cánh các kiểu đồ đầy đủ hết trơn nha. Hiện tại đang ở phút thứ 77 rồi và tỷ số đang là 5-0, sẽ rất là khó để team bạn có thể lội ngược dòng trong cái trận đấu này. Chúng ta quay trở về với trận đấu đi nào. Rikas cắt được bóng rồi truyền lên cho Rafaelia này. Kulik tỉa bóng xuống cho Donnarumma nhưng mà không được. Team bạn đang tìm kiếm một cơ hội để có thể ghi bàn trong trận đấu này. Nhưng mà mình sẽ cố gắng giữ sạch lưới nha các bạn. Mình sẽ kéo Nesta lùi sâu về hỗ trợ cho cái việc phòng thủ. Nhưng mà Ronaldo di chuyển quá nguy hiểm đi. Team bạn đang cố gắng làm một cái điều gì đó. Nhưng mà con hàng Dida này chụp rất là hay. À, nói về hàng GK một chút xíu đi nha. Tại vì thường GK không có ai nói hết trơn ấy. GK thì lâu lâu đôi khi trong những cái tình huống mình thấy bắt rất lạ các bạn. Nhưng mà thôi chúng ta bỏ qua GK luôn nha các bạn. Chúng ta quay trở về với tình huống này. Tình huống đang phản công này. Donadoni tốc độ rất là nhanh thoát khỏi được cầu thủ bên team bạn rồi chuyền vào trong Chesney ghi bàn thôi các bạn ơi. Một cái tình huống các bạn có thể thấy là Donadoni tốc độ rất là nhanh. Mặc dù Gullit ở đường chuyền đầu tiên trên Zidu không thành công, nhưng mà đường chuyền thứ hai Donadoni quá nhanh đi. Và sau đó chuyền một cái đường chuyền vào trong Sergi dứt điểm thành công. Rất là hay đến từ cái vị trí của Donadoni và Inzaghi nha. Và mình nghĩ rằng là cái trận đấu với lại về cái team AC Milan cũng đã kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này nha. Và nếu như mà các bạn muốn mình làm về cái chủ đề gì thì có thể comment xuống phần bên dưới. Mình sẽ đọc những cái comment đó và mình sẽ cố gắng làm những cái video cho bạn xem nha. Và bạn nào mà có nhu cầu nạp coin, muốn nạp coin giá rẻ thì có thể nhắn tin Zalo hoặc là Facebook với mình nha. Mình sẽ để cái số điện thoại với lại cái link Facebook bên dưới phần mô tả để cho các bạn tiện lạc của mình hơn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sắp tới trên kênh của AMPS Mobile.